Hello, boys and girls. Today you have a new lesson with me, and it's a pleasure to accompany you. Are you ready? Now, let's start to learn. Now, I will show you some the following pictures. Bây giờ, cô sẽ cho các em xem một số hình ảnh sau đây. What pictures have you just seen? Vừa rồi chúng ta đã xem một số hình ảnh gì? The pictures of domestic and foreign film. Đó là những hình ảnh của các bộ phim trong và ngoài nước. Our lesson today is about films and cinema. Reading. Bài học của chúng ta hôm nay nói về phim ảnh, điện ảnh. Unit 13, Films and Cinema, Period Reading. First of all, we come to the vocabulary. Bây giờ, chúng ta sẽ học một số từ vựng có liên quan để giúp các em đọc hiểu bài test trong sách giáo khoa và làm bài tập từ vựng dễ dàng hơn. Look at the pictures and tell me, where is it? It's in a cinema. Rạp chiếu phim. Who is he? He's a person who makes films. Anh ấy là một người mà làm ra các bộ phim. Filmmaker. A filmmaker. He's a filmmaker. Người làm phim. Nhà sản xuất phim. What is this? This is a scene of a film. Đây là một cảnh của một bộ phim. Scene. Cảnh quay trong phim. Scene. Scene. Wow, Lee Hong looks really handsome. He's an actor. Anh ấy là một nam diễn viên. An actor. And here she very beautiful, she's virgin, she's an actress. Actress, nữ diễn viên. An actress. The character in the film Full House. Character. Họ là những nhân vật trong bộ phim Full House, Ngôi nhà hạnh phúc. Character. Character. Nhân vật, vai diễn. Who are they? They are audiences. Audience. Họ là những khán giả. Audience. 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 Please observe the following two pictures. Hãy quan sát hai bức tranh sau. What's different? Chúng có khác nhau cái gì? Điểm khác nhau là gì? The first picture is a still picture. Still pictures. Đó chỉ là một bức tranh bình thường. The second picture it's a moving pictures or it's a moving photograph. Moving pictures or moving photograph. Đây là bức tranh động, hay còn gọi là ảnh động. Moving picture or moving photograph. What are they doing? They are moving a house. Moving. The noun movement, the synonym of this word, motion. Motion. Motion.
di chuyển. Look at the picture. What do you think? Hãy quan sát hình ảnh. Em có suy nghĩ gì nào? Maybe it's an arrangement of any related things or events. Có thể nó là một sự sắp xếp của bất kỳ đối tượng hoặc một sự kiện có liên quan. Or a series of numbers in a particular order followed by some rules. Hoặc một chuỗi những con số nào đó trong một thứ tự cụ thể được theo bởi một cái nguyên tắc, một quy luật cụ thể. It's called sequence. Nó được gọi là một chuỗi sự liên tục. Sequence. 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 How many years is it between 2008 and 2018? Từ năm 2008 đến 2018 thì khoảng bao nhiêu năm? It's about 10 years. It's called a decade. Decade, thập kỷ. She had just replaced a mobile phone with a new one. Đây là hình ảnh cô ấy vừa thay điện thoại để có một điện thoại mới nguyên vẹn. Replace. Replace. Thay thế. What is this? You see the water is spreading. Nước đang lan ra, tỏa ra, spread, lan ra, tỏa ra. Từ vựng tiếp theo chúng ta học ngày hôm nay. Rapidly, the synonym of this word, very quickly. Nhanh chóng, nhanh. Next, discover means find out. Khám phá ra, tìm ra. Now, please put this slide in your notebook and memorize this word. Bây giờ, các em hãy ghi những slide này vào vở và học thuộc lòng các từ vựng này. Now, let's check the vocabulary we just learned to see how we remember the new words. Nào, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại những từ vựng mình vừa học để xem chúng ta nhớ từ mới như thế nào. Vocabulary. Rapidly. Nhanh chóng. Nhân vật. Character. Người làm phim. Film maker. Motion, sự di chuyển. Cảnh quay trong phim. Scene. Well done. Khám phá. Discover. Sequence. Chuỗi sự liên tục. Decade. Thập kỷ. Next. Yeah, motion. Replace. Audience. Character, lan ra, spread, well done. Next, you complete the sentences
Các em hãy hoàn thành các câu dưới đây. Nào bây giờ chúng ta cùng làm. One. Candida is the most interesting character in the play. Candida là một nhân vật thú vị nhất trong vở kịch. Two. The past decade has seen a huge rise in the number of computer users. Thập kỷ qua đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng người dùng máy tính. Number three, the film contains some violent scenes. Bộ phim chứa một số cảnh bạo lực. Number four, the questions should be asked in a logical sequence. Các câu hỏi nên được hỏi theo một trình tự hợp lý. And the last one, the disease was spreading more rapidly than expected. Bệnh lây lan nhanh hơn dự kiến. Now, we come to the test. Các em hãy mở sách trang 133, luyện tập và làm bài tập sau. Đây là đoạn test trong sách giáo khoa. Task 1. Trong bài tập này, các em hãy nối các từ với các định nghĩa của nó. Slide này các em ghi chép vào vở và học thuộc lòng vì nó thường xuất hiện trong các bài kiểm tra. Bây giờ chúng ta cùng làm. 1. Film making industry. Công nghiệp làm phim, đó là điện ảnh. Cinema. 2. Series of related events or actions. Một chuỗi, một loạt các sự kiện hoặc hành động có liên quan, gọi là sequence. 3. A period of 10 years, một thời kỳ của 10 năm. Equals decade, thập kỷ. 4. Quickly and in a short time, nhanh và trong một thời gian ngắn. Rapidly. 5. Part of a film, một phần của một bộ phim. Scene. And next, the last one. A person in a film, một người trong một bộ phim. Character, nhân vật. Task 2, true or false sentences, statements. Phần này các em tự luyện ở nhà, đọc kỹ đoạn đọc trong sách giáo khoa và xem mỗi câu dưới đây. Câu nào đúng với ý trong đoạn đọc thì các em đánh true, sai thì các em đánh false và chỉ ra chỗ sai. Đây là phần trả lời gợi ý các em tham khảo. Tóm lại, trong bài học reading này, các em ghi 4 slide dưới đây vào vở và học thuộc lòng. Hãy nhớ ghi chép đầy đủ 4 slide của yêu cầu vào vở và học thuộc, rồi áp dụng kiến thức từ vựng chúng ta đã khai thác trong bài này. Các em hãy làm bài tập trong file Word mà cô đã đính kèm theo, in ra và luyện tập. Slide tiêu đề các em phải ghi vào. Slide từ vựng. Slide và bài tập về từ vựng. Phần này phải học thuộc. The instruction for subtracting this lesson is done. Hope you learn well. Hướng dẫn học, gợi ý học của tiết học này đã xong. Chúc các em học tốt.